phân biệt cái ca can thiệp có đúng là cấu trúc không. Khi mà ta phân biệt, khi mà ta làm rồi thì nó không để làm gì cả, đúng không? Bây giờ ta chỉ phân biệt là liệu cái bác sĩ đấy sẽ thực hiện cho mình ấy, thì có thực hiện nâng mũi cấu trúc hay không, thì chúng ta làm sao có thể phân biệt được, làm sao chúng ta có thể nhận biết được. Thứ nhất là chúng ta sẽ hỏi tư vấn, thì chúng ta sẽ hỏi xem là bây giờ cụ thể là nếu mà anh bảo là nâng mũi cấu trúc cho em, thứ nhất là can thiệp bằng vật liệu gì nhá, thứ hai là có can thiệp vào sụn bánh ăn không, có điều chỉnh sụn bánh ăn không, thứ ba nữa là có đặt sụn nhân tạo lên đầu mũi hay không, thứ tư là có bọc gì ở đầu mũi hay không, thì có thể phân biệt hỏi là người ta can thiệp bằng vật liệu gì. Nếu mà người ta bảo là giống như trên sống mũi chẳng hạn đấy, thì vật liệu silicone hay là vật liệu Sterilform hay là vật liệu sinh học, nếu mà cùng một cái vật liệu trên sống mũi thì nhiều khi là cái can thiệp sẽ không phải cấu trúc. Nếu mà người ta trả lời là can thiệp dựng trụ bằng sụn sinh học hay là sụn thai trung bì hay là sụn bánh ăn ấy, thì mới là can thiệp điều chỉnh cấu trúc. Cái câu hỏi thứ hai nữa là cái việc là khi mà can thiệp thì dựng trụ có can thiệp vào sụn bánh ăn hay không. Mình sẽ hỏi sụn bánh ăn là sụn gì, sụn như nào và sụn ở đâu, can thiệp sụn bánh ăn mà là sụn là như thế nào. Thì nếu mà người ta trả lời là cái can thiệp sụn bánh ăn thì nó chỉ là cái phần tiểu trụ ở đây thôi, dựng cái phần tiểu trụ lên, thì thực ra là không phải cấu trúc. Còn nếu mà cái can thiệp người ta nói là người ta can thiệp vào một sụn dẹt ở bên trong đi sâu ở trong mũi này, và nó có tác dụng là ngăn cách hai bên lỗ mũi và đệm đỡ, chống đỡ cho phần kết cấu đầu mũi của mình, thì cái tác dụng của nó là để đệm đỡ, nó là thành cái cột chống cho sụn thật đầu mũi để ta đưa sụn thật đầu mũi người ta lên đấy. Thì nếu mà người ta trả lời được như thế thì mới là nâng mũi cấu trúc. Tiếp theo nữa, bọc đầu mũi bằng cái vật liệu gì. Nếu người ta trả lời là bọc đầu mũi bằng mechadermis hay bọc đầu mũi bằng sụn tai, thì nhiều khả năng là người ta chỉ bọc vào đầu sụn nhân tạo trong cái nâng mũi đặt sụn thôi. Còn nếu mà người ta bảo là cái việc là can thiệp thì mình sẽ ghép cái phần sụn vào sụn thật đầu mũi, chứ không phải là người ta bọc sụn đầu mũi, thì mới là can thiệp cấu trúc. Và cái câu hỏi nữa là có đặt sụn nhân tạo lên trên đầu mũi hay không, là sụn nhân tạo tì nén lên đầu mũi hay không. Thì nếu người ta bảo là có chứ, vẫn đặt sụn nhân tạo lên đầu mũi thì mới tạo nên độ cao đầu mũi cho em chứ, đấy thì là không phải cấu trúc. Cấu trúc thì người ta sẽ không đặt sụn nhân tạo lên đầu mũi, mà ta đưa cái sụn thật đầu mũi người ta cao dài lên, sau đấy người ta ghép sụn tự thân, ghép sụn tai trung bì hay là sụn bánh ăn tự thân hay là sụn sườn thân vào phần đầu mũi để tạo hình cho cái phần đầu mũi người ta, thì đấy mới là can thiệp cấu trúc. Và cái định hướng can thiệp cấu trúc là làm sao ta tạo hình toàn bộ cái đầu mũi người ta là sụn thật, và là cái điều chỉnh của cái đầu mũi người ta được đưa lên thì nó mới là can thiệp cấu trúc nhé. Thì đấy là khi mà các bạn thăm khám tư vấn thì các bạn có thể là phân biệt.